where a ceremony place. Yes, master. Some are from Bagan people. How many people in the village? Okay. Some of them here, they are the first time to see me, or they see me already for the last 4 years? Master Sama, since 4 years ago, already met Master Sama, not yet. Oh, this one from the village we yeah. Get to last yesterday. Time. Yes, the day before, like yes. Two years ago, Master. I heard the when I left, you guys enjoy the music and anybody dancing. Sarapya tu ti ye, tu sarapya ai phu thwa ji ya lu wet pi de ka ma sarapya wet ma pi kin myan jaw da ba no. Naw so ywa lu ye kon nu a bi ye na so lo ne twe ka ja daw sarapya ja de ye de. That is great. That is great. We shouldn't do like that. Life too short. We have to be happy. Bawa chen yan tu dong ma le. Tamae ko shin tan ne chein ma atet chi chi pyo pyo shin shin ni bo wa yee chi ba le. We have to then exercise. Ka la le de ko le chin gan de myo ba be de khana ko twet. Yeah, we should then. I heard they all enjoy with the music, the Vietnamese with the singer. So if you are in the Vietnamese, you are with the Lego. I heard you get the picture with the singer. So come on, so selfie, that we are the Solo in the mono. So if you are the go young day, that the Jang Yar, no? The singer, he told me, Master, and the old lady, they love me so much. He come to hug me. He hold the camera, or the telephone, to get the picture, and went. Biar suruh dia di biar rosia ro shock deh. Jual dia tu, yang udah bocor deh, mana? Azul dia pun pergi video deh. Dapat ni selfie jadi dah, mana? Video sini abai muah deh video deh. And then I have one of the disciples. I think he look like I don't know. He say all the young girl run after him, want to get the picture, and he scared. He run. The more he run, the more all the young girl he grab him after that, and then he run. So the young man, Luya, one way be double yay on one job, like in the middle of the year, to be the Naga Luya Bull, like this, a bull soon. And then he say, please forgive me. I mean, I do. I don't look at one, no man, so we go by it. You have to go out to the jam on your idea. And then they say they love it. And then one of the singers say, Master, after that, and then I see on my face, it smell, bitter, right? Yeah, on my face, it smell bitter. So, you know, yeah, sure, that one, you're going to be able to do it, you know, Oh my God.
That's great. We have to, after the COVID already, whatever is come to our life, we have to happy. We have to be love. Yeah. Life too short. What do we do? We have to smile, right? I think this group know how to smile. The group in the morning. Then that's why I tell them a joke. If no one smile, I have to give them a ticket $50. Now anybody have to smile. I don't want to lose $50. Okay. That's beautiful. The more we smile, the more we get younger. Yeah. Even we sleep and we see smile. Yeah. Or we die and we smile. The man who stay happy is very harder to die. You know, Yeah. We should to be happy, otherwise life too short, life too heavy, life everything a pressure. I think that group learn another group this morning. You know how you smile, right? Oh, okay. Another group in the morning is so serious. I we are very sincere to see to Master, and we went to pray to Master. That's why we came here, Master. Yeah, come here. And but I'm just smile. Just a matter of whatever, his smile is the best. Yeah, that's good. And all the singers come, oh, they enjoy it. Oh, they come and they say, oh, beautiful. Anybody love the singer. And they come to grab and the singer, Master, I'm not finished the song. They come and then and they walk in inside the middle and the old lady grab. ဆိုတော့ပြောရဲ့ဖြူသွားမှာအချင်းမိုးရွာခံလဲဝင်ရပါတယ်အရှင်းဆိုနေတာကိုမပြီးသေးဘူးတဲ့ခြေတော့ဆွဲဖက်တယ်လူနဲ့ခါဆွဲဖက်တယ်လူနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ဒီမှာ Vietnamese language. I know the what they mean by talking and putting it It's very good like that, yeah. Yang kaum ada, belum ada. Kau mau nak cengali kuah,
And anybody come stand up and dance. Nào bây giờ sẽ là bây giờ thì là lùi áo lái bây giờ tôi bị cả tòa nhà lại cha này nó rồi. And the singer is very famous in Saigon, Vietnam, the whole Vietnam. Who the Sarah the call that so so the bono da bien nang nang tong wai mo no da Saigon myo a phit de da bien nang tang nang lu ma de ko nam ji de so do ti ao phit de de tu a. He said that he performed 1,000 people, but this time, the first time he saw anybody very sincere and happy. He said the first time he saw a very special orient, and grab him over then, and one hand this side, another hand this side, and like me first and get the picture. Come on, leader, take the little young or two who got a swear bullet, you got call like being double yellow, no? I want to have a lot of women and a deal with you, no, let him. It is very, very good, very good. The light, we shouldn't happy like that. The young girl that she married, the Luden, the warm up, you should in the marry that Chinga County Barry. Okay, now you guys turn. What my turn, right? Okay. My turn? Okay. Thưa tất cả quý vị, chúng ta là những thiền sinh diệu âm đang tu học pháp môn thiền định âm thanh và ánh sáng cổ đại với Guruji Ruma. Hầu như ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn một lần được trải nghiệm cảm giác đi vào nhập định để cảm nhận được những sự bình yên bất tận trong thế giới hư không kỳ ảo. Bất cứ một ai khi đã đi được vào trạng thái định thì đều sẽ được nếm những hương vị tâm linh vô hình mà thế giới vật chất con người không thể nào mang lại. Guruji Ruma ye tagay go sit man ne yin ne ya la de alin ne tan tia chan ni tia bo na bwa myan ni go de chu di mula shi ya shi ka de tia chan ni myan ne du lai na chin thong ja ba de chu lo do wa tagay go athu ayon sai pi yo de tamati a kaung kaung ne di tia bo wa na go si phyan me so yin de chu lo ye sait ye swan a ngin yin mu wa so yin de tagay go de a song san phi a long wa yashi khan sa ja ma phit ba de mi mi ya tagay go tia a sit go tagay yashi Dư âm bình an, phúc lạc từ những hương vị tâm linh tuyệt diệu khi Guruji Ruma đi vào trạng thái đại định đã được Ngài gửi gắm vào trong bài kệ ý nghĩa với tựa đề Bình an từ miền thâm sâu giải thoát. Kính thưa Guruji Ruma, nay chúng con xin được phép đọc bài kệ này để tất cả các thiền sinh và thính chúng đều được nghe. Ngay sau đây, xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận. Bình an từ miền thâm sâu giải thoát. Một đêm dài, Rumata tĩnh tọa. Cũng như mọi khi, bước ra khỏi lớp áo con người, trong càn khôn vũ trụ, thảnh thơi ta ngao du và nhập định thâm sâu samadhi trong càn khôn, vượt ra khỏi tam giới. Ôi, ta nhìn thấy những giọt sương long lanh trên đường thoát tục, nhìn thấy trên đài sen ngàn cánh tinh khiết ánh hào quang, ánh sáng huyền diệu từ từ phủ khắp mọi nơi. Lòng ta sao thấy thật nhẹ nhàng thanh thoát. Ta ngẩn ngơ trước cảnh mênh mông bao la vũ trụ. Ôi, không không sắc sắc, thấy lòng quá an nhiên. Nhìn thấy càn khôn vũ trụ, cảnh sắc thật êm hiền. Hồn ta thoát tục, về miền thâm sâu giải thoát. Ta quên đi ngoại cảnh của trần gian khổ ải. Ta quên đi ngoại cảnh xô bồ của thế tục sân si. Ta hưởng niềm an vui an lạc, nếm hương vị tâm linh. Cuối cùng
tới giờ ta cũng phải trở về với thực tại. Tĩnh tọa một đêm dài, rồi lại về, bước vào lớp áo. Ta cất lời nhẹ nhàng, thân tâm an lạc, tận mây ngàn non cao. Cho ta gửi sự bình an, phúc lạc này, đến với muôn sinh trên địa cầu. Một đêm Samadhi, phúc lạc ta xin gửi đến cho loài người được chung hưởng. Bài kệ này, Rumata viết ngày 5 tháng 3 năm 2566 Phật lịch. Guruji, may I speak in Myanmar language? Guruji Rumadi, yin yin ta ya wa pyo si jin ne, an o wan da ji nu bwe kaung do, sai yi yin yin ta ya mu a sin man no go, a mya tu nga a long, that du, pi shi, ya shi, ri ya si yan twe, ne shai ne ne do, ri pa tan, ya ba wan na wa, pa mya jin ma, tama ti ya kaung kaung phyin. ရထိုင်လို့အပြီးမှာဆိုရင်အများသူကအကောင်းကျိုးအတွက်ကောင်းမွန်ပြီးပြည့်စုံလွန်းလာတဲ့ဓမ္မအဓိကပြလေးကိုရေးသားဒီကုန်းခဲ့ပါလေ။ကပြလေးရဲ့နာမတော်လေးရဆိုရင်ယင်တဲမှာစစ်မှန်သောငြိမ်းရေးမှုဟာလွတ်မြောက်ရလန်းနိဗ္ဗာန်ပုံရဲ့လာခြင်းလေးပါ။ရူမဟာတညတာရှေလုံးနှစ်ဆိုင်စွာဓမ္မအဓိဖြင့်တရားထိုင်ခြင်းကိုပြုခဲ့ပါလေ။ပုံမှန်အရင်တိုင်းပဲ ငါရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာခနာကြီးခနာကိုကြီးမှာခနာတလွန်မြောပြီးထွက်သွားခဲ့ပါလေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လက်ပေါ်ပွားစွာနဲ့ပဲအနာယူရင်စကြဝဠာအာဂတတခွင်လှည့်လေကြွကြည့်ခဲ့မူပါလေဒီတန်ရာစက်ဝင်းထဲမှာဒီတတ္တလောကသုံးပါးကိုအပြင်စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးလည်းနည်းနည်းတဲ့တမာတိအားနဲ့ကျူကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖျားအနေနဲ့ဘာတွေမြင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့အိုး တမန်အပြင်ကဘာရဲ့အပြင်ဘက်မှာကျွန်တော်ကြွားချီရလမ်းလျှောက်မှာနှင်းဆက်နှင်းမုံလေးတွေဟာတဖက်ဖိတ်တလက်လက်လင်းလက်နေကြပါတယ်တကယ်ကိုထူးခြားမှုမြတ်တန်းစင်သောရောင်ကြီးစက်ဝင်းရာဆိုရင်လေနေရာအနှံ့အပြားကဘာတလွားမှာလင်းလက်နေခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ဤအလုံးသားတို့မှာသိုးရင်ပူပန်ခြင်းကင်းစွာနဲ့လွတ်လပ်ပေါ်ပါကျွလန်းစွာနဲ့ငြိမ်းချမ်းနေခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်ဟာဝန်တာဂျီနူးစွာနဲ့ကြီးမာခြေပြန့်လှတဲ့စကြဝဠာအာကာသတခွင်ချူးစားနေမိပါတယ်။အိုးဘယ်အရာအတားဆီးမှပုံသဏ္ဍာန်မရှိတဲ့ငြိမ်းလွန်းလာတဲ့တရားအစစ်မှန်တွေဟာတကယ်ကိုကြည်နူးွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ငါဟာတကယ်ကိုငြိမ်းသက်အေးချမ်းလှပလွန်းတဲ့စကြဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့တဘာဝအလှတရားတွေကိုမြင်ခဲ့ရပါပြီ။ငါရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တို့ဟာလောကီရေးရာလောကမှာ လွတ်မြောက်ခဲ့ပါပြီလွတ်မြောက်မှုဤနည်းနည်းသောနေပယ်ထဲကိုလည်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါပြီလွတ်မြောက်မှုဤနည်းနည်းသောနေပယ်ထဲကိုလည်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါပြီငါသည်ပြင်ပဖုံရဲ့ဒုက္ခဘုံဘဝကိုအခြေနေများကိုခိတခဏမြမေ့နေခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ဟာဒေါသမောဟလောဘဖုံးလွှမ်းနေပြီပြပန်းခတ်လှူရှာယုံကဲ့နေကြရတဲ့လူသားတို့ရဲ့လက်ရှိကဘာကိုခိတခဏမြမေ့နေခဲ့ပါပြီတကယ်ကိုစိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆ
chỉ nên ăn uống của cái gì xem mà biết qua, giá trị nếp bà bì, sau mà rồi, nông nghiệp lấy gì chỉ nên ha, u la chỉ nên ru, giang giang trai phụ chỉ nên khai bà bì, nhà đào lâu, nhà ít quá, nhà bảo nam nhà cô, chỉ phải bì để cả, chỉ nô giang lấy trai khai bà bì, chỉ nô sẽ quen nhau nhau ha, ngay, tới khi khán giả xí giang lấy quan sát giáo sĩ khai bà bì, ô ngay sẽ yêu cô ba, nương nhà. Nhân dân luôn là bà la lu tu tu li dễ yêu mi bà đấy. Đi qua mi bộ má xí đấy, đó chỉ đặt vào alo đuôi. Nhân dân ta ya chỉ nuôi chân alo go, nhất là bộ lu, giá trị gì cái bà bì. Ngay ta nhà ra ta mày đi biên này, ta ya bảo na xí biên chứ mà, đủ ta alo đuôi, hoàn ta chỉ nuôi, ta ya mua bao nhiêu lấy, giá trị gì cái bà bì. Rồi mà đi, đi mà đi cái bia lì go. Kính thưa Guruji Ruma tôn kính, khi nghe được những vần kể vừa rồi,
Chúng con thấy trạng thái nhập định Samadhi này thật là tuyệt diệu. Thiết nghĩ nếu được ở trong trạng thái này một chút thôi cũng đủ để chúng con cảm thấy hạnh phúc. Yajabado Guruji Rumaphya Kulove Adebe Shilare Guruji Yagabhya Ligo Alome Chana Gya Vabhi Chanaru Alome Apshe Gego Anho Wanda Vaya Dipshite Tamari Diyaya ຈົ່ງຍາອະລົງໂກເລຕິຊິແກ່ວ່າບີ້ເຈົ້າເຊິ່ງເຊມາໂຊຍິນອະຄຸໂລເວບະວະມາຕະແກ່ໂກຍິນຈັນຕາຍາປໍຊິນປໍຊິນເຊບວຍຜິດແດອີຕຍາຖາໄຖຈິນຍະບະວະນາສີພ້ານຈິດຕະມາດີອຈອງໂກເລຕິຊິແກ່ວ່າບີ້ ທືອະກູຣູຊີຣຸມາຕົງກິນງາຍລະຫມົກບັກມິນຊືຈຸຍນຍັບດິນໂດຍວ່າງາຍຄົງກໍຢີຊາລາກອນຈຸງກອນຍິນງືຍເມີຈັບຈຶງບືກວາກອນດືງຖືກຕັບທຽງຫັນ thì làm sao có thể đạt tới cảnh giới này ạ? Những người đã tu theo pháp môn âm thanh và ánh sáng với Ngài thì có dễ dàng đi vào trạng thái nhập định sâu như vậy được không? Kính xin Guruji khai thị thêm cho chúng con. Yodhi Limya Swabhi Guruji Ruma Go Shouta Abadi Phya Shien Phya Soyen Take Go Teshi Tensha Shire Tiya Semane Go Lanyon Pya Da Bire Tiya Da Supshe Badi ဒီအရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုအရင်ခက်ခဲလာတဲ့ဒီတရားဘာဝနာစီပြန်ခြင်းရဲ့တမာရီရဲ့တရားထူထောင်ခြင်းအကြောင်းအရာအလုံးကိုလည်းရရှိသိရှိခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်တရားထိုင်ဘာဝနာစီပြန်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဘဝရဲ့လွတ်မြောက်တရားတွေကိုလည်းအခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့ရရှိသိရှိခဲ့ပါပြီ။ဒီတမာရီတရားဆိုရင်တကယ်ကိုရေးပါအရာဟုတ်တဲ့အကြောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တခါတလ
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
already? Sẵn sàng chưa em trai? Sẵn sàng rồi ạ. Ok. Được, quý vị cũng có thể nhập định được. Ai cũng được truyền tâm, ai cũng truyền tâm ấn rồi. Khi quý vị thiền cũng đều nhập định rồi. Alunga, Taya Pawana ku, Sabi do Sai Shout Lam Bisurane, Alunga Zanwizane, Siku, Alunga Yao Lulu Yabade. Nhập định không hẳn là quý vị phải được truyền tâm ấn lâu và phải tu thiền lâu mới được nhập định. Alam yo ehu Santama Bawinza Wusuraga, Aho Achin Amyaji go Taya Pawana Ato, O Net Twitchung Shibu, Lu Abade. Khi quý vị mới truyền tâm ấn thôi, nhưng quý vị về ngồi thiền cũng đều được nhập được Samadhi hết. Nhưng mà quý vị không ý thức được, không nhận thức được đó là cái trạng thái somebody. ဒီကနေပရိသတ်ကြီးကအဲ့ဟိုတမာတိအမျိုးအစားကအမှာဘယ်လိုမျိုးအစစ်အနေထားမျိုးတမာတိဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတော့ခွဲခြားနိုင်ဖို့တော့ချက်ချင်းဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး. Con người có mình quen là mình ngủ, mình mơ vân vân. Lưu đề cá mà ai hồ ai biểu đề khả đề mà ảm nhuận thì ai mê mê đại lệ sĩ đế. Mình quen cách mà mình nghĩ rằng là mình ngồi ngồi cái mình gọi là mình ngủ, nó không phải vậy, đó là nhập định đó. Ai hồ khai chá mà ai hồ cú đề mà ai hồ mê bì đô tá mà tí đi mà thà mì đà sĩ đế, tại mẹ đã khai chá mà ai hồ nhập định nó có nhiều tầng lớp rất là cao hoặc là thấp. Quan trọng mình có ý thức hay là mình có nhận biết được đây là trạng thái nhập định hay là trạng thái ngủ. Bất cứ người nào là được truyền tâm ấn rồi là đều có được đi vào trạng thái nhập định hết. Sa bi do ma ai hồ tia thai lai bi su la ne sia do phi ai ni la ne sa bi do tia thai sa lai bi su la ne a long ka
Atamari a sego nên em ya mặt mưu gì đó wins ajam chaba lame. Nay giống như mình ngủ, mình mơ, nhưng mà không phải. Ai biểu lộ xin em em bên tờ mưu vô ama ai hô mi yang lần đại chile mê. Aradi gà tkedo ama ai hô 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 ai biểu đam hô vô đạt. Còn những người chưa được chuyện tâm ấn thì họ ngủ là họ ngủ. Tại sao nó khác nhau? Những người chưa chuyện tâm ấn ngủ là ngủ, hoặc là những người được chuyện tâm ấn ngủ là coi như nhập định. เสียเสียโดพยาธิเนี่ยมาไอ้โหดีโหเตียท่านเนี่ยนี่แหละเนี่ยไม่เสร็จไปพี่รอตีชีพี่รอเตียท่านเนี่ยรู้ดีกว่าไอ้โหโหโหปลุกไปมาไอ้โหโหตมาดิอเสยยาดาโกตีเดอะมาได้แม้อมาไอ้โหดีได้อยู่ลงมาส่วนเนาะมาไอ้โหไอ้เปียวตะโลขึ้นไปพี่รอตะเกยตะเกยอยู่ไอ้เปียวไอ้เปียวนี่ดาอีมิวผิดตัดดากะบาเจ้าเลยสุดเนาะว่าอี ở bên trong mình khi được truyền tâm ấn là mình khai mở được trí huệ của mình, đó là một lực lượng khai ngộ. Khi quý vị thấy mình hiếp đi mình ngủ, nhưng không phải, nó sẽ đổi qua một trạng thái được gọi là samadhi cho mình. เสียรอพยาธิปิรากาเสียรอพยาธิเนี่ยเตียถ่ายนิวอารมณ์สับไม่เสร็จไปสรแล้วนี่เสียรอพยาธิที่มาชินเนี่ยพ้องจิตติลาชินเนี่ยตรุอ่ะสับไปก็โหโหโหปลุกมาโกยะที่โหขณะกูมาชินเนี่ยอมาไอ้โห Giống như ngày hôm qua mình chưa truyền tâm ấn, mà ngày hôm qua là đó là một trạng thái ngủ. Còn ngày hôm nay mình được truyền tâm ấn rồi, mình cũng ngủ, nhưng đó không phải là một giấc ngủ, đó là mình đi vào trong trạng thái samadhi. Khi mình được truyền tâm ấn rồi thì mình cũng nhắm mắt lại mình ngủ, nhưng khi mình vừa ngủ thì cái lực lượng này nó sẽ thay đổi lại cho mình, nó được đưa mình, linh hồn mình vào trong một trạng thái được gọi là samadhi. โอ้เสียรอพยาธิเนี่ยมาไอ้โหตะย้ายเนี่ยมาอารมณ์อ่ะไม่เสร็จทาบีเนี่ยหลูฉิเลยมั้ยอะมาไอ้โหไม่เสร็จทาบีเนี่ยนอกไปมาตะย้ายท่านเนี่ยอาคามาไอ้เปียวตะโลမျိုးဖြစ်သွားတာ၄ရှိเลยมั้ยအဲ့လိုไอ้เปียวตะโลမျိုးဖြစ်သွားတာ၄ကဒါဒါไอ้เปียวတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ไอ้เปียวကเนี่ยအခါမှာလမ်းမပြောက်သွားဘူးသူရဲ့အမအဲ့ဟိုဟိုတွားတင်တဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းအစစ်စစ်ကိုတိုးတက်ပြ
mà tế sanh tu tu sẽ lại tế bị đó khó sang qua bị bạc lên mẹ. Bởi vì họ không có cái lực lượng tâm mắng, được rồi cái lực lượng âm thanh, âm lưu mà lúc truyền tâm mắng chỉ cho mình để nó thay đổi những cái cảnh để đưa mình vào trong cái trạng thái được gọi là samadhi. โอ้ไอ้เสียรพยาเยอะมาไอ้โหอแตนอแตนเนี่ยมาไอ้โหเตียแทนเนี่ยนี้มาส่วนไอ้ปาแท้ไอ้อแตนนี่ก็มาไอ้โกอแตนเนี่ยพาแทนพาแทนพาแทนสุดาชิ้นปะไล่ไปสุดาเนี่ยไอ้อแตนนี่ก็นี่ไปแล้วโกมาไอ้แลโหมันกันเนี่ยโหตมะดิอเสตะคู่โกแลปะขอส่งตัวมาဖြစ်တယ်แลมะเปี่ยวนี่สิแลมะเปี่ยวอองกูนี่ไปมาဖြစ်ဖြစ်တယ် mình thiếp đi á, đó là không phải ngủ, đó là một trạng thái samadhi. Xe đồ phía ý á, mà ai hồ ai ta nè tia thay ní đi bà đi tì hoa đế, mà ai lì chì bì hoa đế, mấy xe bì hoa đế, so yên, cô ai hồ tia thay nè khả mà ai biểu tử lù phía hoa yên nào mà đáy á, ai biểu đà mà hô bú, ai tu yê ai hồ a ta nè lì á nè, a ta nè lì yê ú sang khó yu mù nè, tu cô gà mà ai ta mà đi a xếp khu gô tòa hà nì đá phía đế. Cho nên cái giấc ngủ của quý vị ngày hôm qua chưa truyền tâm mắng và giấc ngủ ngày hôm nay đều là khác nhau. À chào mọi người, mà ai hồ ai xia đồ phía yết ya nè, mà tiya quên mà hồ mà tin cha mà phía tay áp ti đệ chín nè, mà mình đi mà hồ qua mà ti tế bù đi nè mà sa bị đó xia đồ phía yết ya thay nè mấy xe quỳ ya đấy,
Bởi vì hôm qua mình chưa chuyển tâm mắng, mình ngủ, mình đi vào trong mộng. Hôm nay được chuyển tâm mắng, mình ngủ, mình đi vào lực lượng tâm mắng, đưa mình đi vào trong trạng thái Sampani. ဥပမာအဲဟိုမနေ့ကအမအဲဟိုမနေ့ကအထီအမအဲဟိုဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားနဲ့အမဘလို့ထိုင်ရမလဲဆိုတာမိမဆက်ရပြီဒီလိုရှိရင်အဲလူအဲလူကတကယ်လို့ကိုယ့်ကိုတရားထိုင်နေဆိုရင်တော့မအဲဟိုအဲ့ပြောတာအဲ့ပြောပြီးတော့လမ်းပြောက်တာတွေအမအဲမောင်းထဲမှာပြောက်တာတွေအမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အမဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဟိုတရားထိုင်နေနဲ့အမအဲဟိုဟိုသူ့ရဲ့တာဝကတွေနဲ့ပူချပေးတာကိုခံယူပြီးလို့
coi như ngủ, nhưng đây là một trạng thái samadhi, nó làm cho mình vô cùng an lạc và bình an. Ai lấy miếu mà ai xia đồ phía yết yết thay nè chảy má, thay cha mà ai cũng xây được mà cũ thì bỏ đi. Ai biểu tôi miếu anh mà phi hoàn này anh tham miếu để chi đẻ, tại vì mẹ ai ở đây à mẹ nó ai biểu làm mà hậu bụi vậy, tại hồ tu vậy, hồ tu đem mu phía xin, tại hồ tu à tu hà bị đọ mà hồ tâm đi ở xây được khu giao ông thu thong này trên mẹ phía đẻ. Có người thì thấy người kia sẽ truyền tâm mắng rồi ngồi ở đâu ngủ đó. Chú để chi đẻ mà ai hồ ô xe đạp phía yết yán em mới xe bị qua bị em mà pilo xin em mà ai hồ tiá thành ra đấy em mà ai biểu hóa ra để lấy chi đẻ. Mình cảm thấy trước khi mình truyền tâm mắng mình ngủ rất là khó, mà sao bây giờ mình truyền tâm mắng rồi mình ngủ vô cùng dễ. Bị đó mà xe đạp phía yết tiá thành ra mới xe qua lô xin em mà ai hồ ai biểu bù gà ai ai em bù lười thoát đấy ai xe đạp phía yết tiá này mới xe ra tiền này lưu đề cả mà tí ai tiá ở trong này lăn xe mà tí tiền này lưu đề cả ai biểu bù gà nên này bù khét đấy. Mình ngồi mình cũng ngủ được. Thay nhất là này lấy cho nó lúc là ấy chùa này lấy ấy lùi ra để. Nó không phải là ngủ, đó là mình đi vào trong trong trạng thái samadhi. Tại vì mẹ mà ấy hồi xe đó phía yết yàn em mấy xe bị này lùi được á. Em yêu thay mi đó ấy tôi lùi phía này đã cả đã mà nó cái ấy đã mà hậu bù. Ở đã cả tâm đi xe mà quên ra này đã. Tâm đi tất sang nhà tâm đi xe khu mà quên ra bị đó giang quên này đã. Nhưng trạng thái samadhi này nó cao hay là nó thấp? À đa cả mà ai hồ hồ tâm đi ở trên hồ ở trên khu cô win biết đâu win lên nên ở trên khu cả đa vậy biết được tâm đi ở trên lá nơi đây tâm đi ở trên lá ai hồ quay cha mu đó thay chi tiền đấy. Nó có nhiều cảnh, nó nhiều tầng lớp khác nhau của samadhi. Ở trên miêu miêu chi đấy tâm đi win ra đấy ở trên trên đấy cả miêu miêu chi đấy. Ok, mình có biết nhận thức được đây là trạng thái samadhi cao hay là thấp hay không thôi. Đã quay mà xếp video cho ra mẹ mà ai cô giá trị này đây cô giá nguyên giá này đây tâm đi lên về cả tâm đi ở xếp cả ai ồ miết để lên về được khu lá miết để xếp được khu lá nấy để xếp được khu lá bà lão xếp lên rồi đã tin này ông số video xếp video giá thành là át thâu nhà mẹ. Nó khác biệt là chưa truyền tâm mắng hoặc là truyền tâm mắng rồi. À thứ cả gì chỉ xong rồi cả ai hồ ồ xe đồ phía gì giá cố xin đi giá ồ tiếng Thái này cô xin ít ra mà tu tao qua cái gì mà na tin yêu bí bí là thà mắm hôi mà tin yêu bí bí là rồi ở đó rồi anh gì thế. Rồi khi mình thiền định nhiều, mình tu nhiều năm, mình thiền nhiều năm thì cái lực lượng đưa lực lượng này đưa mình vào trong samadhi cao hơn hoặc là sâu xa hơn. Sẽ rồi phía yết ra này tự yêu nghĩa mà sẽ rồi phía yết tao qua cái gì mà ai hồ cô tin cha phụ cha đã khen yêu bí vào lối gì qua cô mà ai thay tia thay mẹ mà nên đi em nhai trả làm mẹ số yên thì phi này mà tâm đi sẽ cả bố bí đơn này làm mẹ bố bí đơn miên mà là lấy mẹ là mỗi ngày mình thiền, mỗi ngày mình thiền mình cảm thấy an lạc bình an hơn thì đó là một trạng thái nhập định đưa mình vào trong cái samadhi này sâu hơn nữa. Nên đại cô qua tia thay mẹ số yên ai tia xe đồ phía yên nên tia thay mẹ số yên nên đại nè bố bí đơn nhận xem mù đề bố bí đơn mà ai sẽ chân ta mù đề của giá trị là bí đó thì bên này bố bí đơn nên nề để tâm đi sẽ để gì của mà ai cô u sầu bí đó khó mà thiệt đấy. Cho nên quý vị thấy có nhiều người họ mất ngủ nhưng họ đến được truyền tâm mắng rồi họ cảm thấy vô cùng an lạc và họ ngủ cũng rất là dễ. Chú để mà ai bên này lưu lại chi để mà xia đó phải gì mà ai hồ tại ya mà mang cái gan thay nhiều là đi làm bị gọi lucy nhưng xia đó phải tính cha phải đáp bị lại lucy nhé tôi mà tại ya thay nhé tôi mà ai hồ ai lại wow quá đấy mà ai hồ tôi mà đi xin lại được khu tôi mà ai yao quá đấy nhưng không phải là ngủ dễ đó là trạng thái samadhi. Tại vì mẹ ai để lúc đó mà khổ u ở đà cô ai wow quá đấy số mẹ ai để lúc đó mà khổ u ở đà cả mà ai hồ tôi mà đi xin
hoặc là họ ngủ không được. Hoặc là khi ngồi thiền ngủ không được, muốn ngủ mà ngủ không được. Đó cũng là một trạng thái samadhi. Samadhi trong sự tỉnh. Cái này là đi dân tham bát tham ái vô gia chính soạn, cô đã nói rằng một khu phi sự là phi bá đấy, nhân dân bây giờ sinh được khu giá trị gì của phi bá đấy đấy. Somebody, nhưng mà mình biết được xung quanh của mình, tiếng động, tiếng người đi, tiếng xe chạy, tiếng chim hót vân vân, mình biết được hết, nhưng mà mình vẫn ngồi, mình cảm thấy mình tỉnh vô cùng. Ai đi tham ái cả mà ai hồ cô đi nấp hi mà ai hồ lưu được phi hóa ra đi, tôi cũng lâu sau muốn phi hóa ra đi, trong lấy phi hóa ra đi, cá đi phi hóa ra đi, ở đây cô khán giả thấy gì nữa đấy? Đàm mẹ mà ai cô ấy xây cả lồng hoa tiền nhảy, mi đôi mà phải gì nữa đấy? Còn samadhi y như một giấc ngủ, mình không biết gì hết trơn, đó là trạng thái samadhi sâu hơn nữa. Nào thấy mà ai tham ái tham yêu gì thì đấy, cô cả lồng hoa tiền nhảy mi đôi cô ở đi. Ồ bạn muốn chuyện của bà mẹ nào mà cái yêu mà sai mi đâu này tham đi miêu mi xem miêu bà ở đây bạn muốn chuyện của bà mẹ mất đi đâu này thì là ao lô anh này tham đi miêu cho đó anh em của nên nề này tham đi tham miêu bà. Tại sao tu pháp môn âm thanh ánh sáng này mình dễ đi vào samadhi? Bởi vì cái lực lượng của dòng âm lưu âm thanh nó đưa mình vào trong cái samadhi dễ dàng hơn. Xe đồ phía ấy đi ở tại này ấy liên ấy hồ tại sao thầy nghĩ cả mà ai hồ hồ tâm trí của giáo của chúng ta luyện cụ gì thế? Ở đó cả ba phía luôn lệ rồi mà ai hồ ai ở tận đây ai ở lên này cả ai u sầu vì đó cô tâm trí sẽ được cụ làm việc khó sang bị lụa vậy phía đây. Cho nên quý vị thấy một đứa con nít không, một hai tuổi nó khó chịu, nó bực bội, nó khóc đi, người cha người mẹ ẩm nó lên ồ ơ ca hoặc là cho nó nghe nhạc hát cho nó nghe một hồi cái là nó ngủ liền. Understand? Okay. Yes. Cho nên đây là một trạng thái samadhi từ cái lực lượng âm thanh để đưa mình vào samadhi. Thà các mà hồ cô của tâm đi sẽ cố làm giàu bị đấy mà ở tận này lên này để gia thành chính nhé mà lâu sau này chết đi về thiệt đấy. Còn những người quý vị thấy tất cả những pháp tu mà trên thế giới bao nhiêu người cũng tọa thiền nhưng không dễ đi vào samadhi. Các pháp hóa mà hồ tia bảo là lấy sai này lưu đấy. Miêu miêu chỉ để đi lại miêu miêu này mà hồ tâm đi giàu chú gia này lưu đấy chỉ để tại bên mẹ tâm đi giàu của bà lao gì đó mà lời cụ bù. Họ phải cần có một lực lượng âm thanh, được gọi là lực lượng dòng âm lưu thượng đế. Mới đưa vào họ, đưa họ vào trong trạng thái samadhi dễ dàng. Còn những người ở ngoài đời họ tu luôn cả nhà sư hay là người tại gia, họ tu rất là nhiều năm, họ chuyên tâm, họ tập trung hoặc là họ thiền rất là nhiều, nhưng cái trạng thái được samadhi của họ rất là khó. Họ phải cần một cái lực lượng âm lưu và cần lực lượng có một vị thầy hỗ trợ họ, một vị guru hỗ trợ họ trong lúc họ thiền định thì họ được đưa vào trong trạng thái samadhi dễ dàng và mau hơn. Ai làm việc bên này lưu đề số tiền lẻ mà ai hồ ai tâm đi ở sét khu nhà ở số video thì ở tại này để ăn hàng gì cả
Cho nên sư phụ, khi quý vị chừng tâm mắng, quý vị đi vào trong trạng thái samadhi vô cùng dễ. Nhất là những đất nước Phật giáo như Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào, vân vân. Khi quý vị chưa được chuyện tâm mắng thì quý vị thiền định dễ đi vào trạng thái samadhi hơn. Tại sao? Bởi vì quý vị có cái rốc của thiền, có cái rốc của đạo. ပါကြောက်လဲဆိုတော့အမအဒီကနောက်ပြည်သက်ကြီးကဒီခုနဆရာတော်ဖျားကြီးရုပ်ခန္ဓာနိုင်ငံတွေမှာရှိနေဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိနေတရားနာပြည်သက်တွေကသူတို့မှာအစကတည်းကဒီဟိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆတွေဒီအတွေ့အမြင်တွေကအစကတည်းကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဟိုအတွေ့ထဲမှာအခြေတိုင်းအတိအချပြီးသားဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Một cái pháp tu căn bản của Phật giáo là mình tôn trọng, mình yên lặng và nhẫn nại. Thì Bồ Tát Bà Đà này ngài mới biết mà bận đó. Thì Địa Thanh Nhiên này bắt đầu là mà tu mi đấy, hồ trong giờ này mới hiểu vào đấy. Chú à, thì tu vậy Địa Thanh Nhiên mà chú chỉ cái này, hồ bận đó chú là niệm liền, mình cũng quay quay rồi hiểu vào đấy. Mà tu nhiên mới liền, mới quay quay biết là mới hiểu vào đấy. Cho nên rằng dễ hơn những người ở phương Tây. Những người phương Tây họ dùng quá nhiều đầu óc và kiến thức và được gọi là theo phương cách của phương Tây về vấn đề khoa học. Còn những người Đông Nam Á thì sống một cuộc sống vô cùng đơn giản và đơn thuần và một cuộc sống không dùng đầu óc nhiều để suy nghĩ như những người phương Tây. Quý vị không có tiếp xúc nhiều với màn hình TV, Internet hoặc là ngoại cảnh nhiều. TV screen đấy, vì đó mà internet đi, mà phone đi, alo điện này, tại vì đó thì tôi muốn mà xí giả bù. Cho nên khi quý vị được chừng tâm mắng rồi, quý vị thiền định âm thanh ánh sáng này, quý vị dễ dàng đi vào trong samadhi. À trong một lỗ mà ấy cho nó đối được mà ấy hồ hồ ấy thì hồ khi mi pc điện này mà ấy hồ tv để bà đi alo ấy hồ khi mi pc âm nhạc điện này mà thì tôi chỉ mà xí đó. ကျွန်တော်တို့တွေကအမအတရားထန်တဲ့အခါမှာအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုအမကျွန်တော်တို့တွေကတမာတိရဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့အဲအနောက်တိုင်းသားတွေထဲကိုပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်မြန်ဆန်တယ်။ကျွန်သူခက်ပေလာခေတောင်အောက်နေတိုင်းအဓိကအဓိကကွာခြားချက်ကတော့ဒီခေါင်းပဲတဲ့။တောင်အောက်နောက်ပဲ။တောင်အောက်ကိုညင်းငယ်ဒေါင်းနမားကျွန်တာငေးဝို့ကုံဒင်းထွန်ခုံကယုံ nhiều đầu óc để suy nghĩ như những người phương Tây họ suy nghĩ về vấn đề kiến thức của đời. Những người Đông Nam Á thì sống đơn giản hơn. Cho nên sự thiền định nó cũng tốt hơn.
chỉ đang ở trên này người ta để cả mà ai phổ biến đó cố mà ai nên thành là phổ biến đó yêu xin để ông nào cũng lấy anh yêu ai hồ ai yên ý ông mà ai hồ hồ ai ai yên ý ông mà ai hồ bên bé ông anh yêu ai tông ra trên mà xì vũ ai cháu mà lúc tiệt thành này khám mà chú được cứu xí đã cả ông nào có lên xanh này tuổi mà ai tiệt thành là phổ biến đó lười cú để này samadhi là nó khác biệt từ chỗ đó à đi mà ai hồ tâm đi cả mà ai mà hồ qua cha qua đã về qua cha rồi thì xí đại này nào đại này mà ai tâm đi ra này sẽ cả qua cha qua đã bỏ. Nó còn nhiều cách để hiểu biết cái somebody như thế nào nữa. Thôi cho sư phụ ngừng ở đây. Xe đồ đó đi mà nào khuyết bị bà. Đại mẹ xếp dấu mẹ xuyên đó. Nào thế mà ai hồ. Tâm mà đi ạ xế đi mà bà lưu. Bà lưu miu đi ạ xế xế xí đề xuyên ạ hà đề gô. Mà ai hồ bà lưu miu khuê mẹ xuyên ạ hà đề gô. Thay bảo đồ ạ mẹ ai đó xí đề đề. Mẹ xe đồ đi mà nào khuyết bị bà. Dear Master, may I speak in Yama language? Rồi xe đó nó bắt được rồi mà đó rồi mình còn lấy mấy chú lấy xíu vào đấy cho mình mà lo phát biểu vào mấy Guru Ji rồi mà à rồi thì lấy mấy số cháu ta ở bà đi phía từ đó bao nhiêu số ha thì các bà mà bắt đầu nhìn thấy bùa gì này mới phát là ra vào đấy chú à soi cái 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 anh chú mua là bà bị cái 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 nó tự biết thằng nhà là bà ra vào đấy cái 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 phía ta rồi tự mi rồi đây mà về chú à soi này cái 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 rồi ở bên ha số luôn là vào đấy chú lưu ý ha, yêu bánh xe nhà bánh mà xôi nhà chả mà đấy, chả đà đấy, chú già đấy, lưu ý ha, mà ta mà xoắn thì phải già bà đấy, chú lưu ý xôi nhà sĩ liêm nhà bà u, già à dùng số chung già bà đấy, lưu ý bảo là nhà chú mà xôi nhà cái cô nhà mình nhà thêm nhà bị rồi, chú hòa xôi nhà cái cô nhà mình nhà chú không là bà đấy, chú lưu ý xôi nhà cái cô yếu tố này lưu nhà bây giờ tùy bà đấy, đi trong nhà đấy, bà trong lưu đa chính quy mẹ, lưu ý ha, bảo trong nhà trong qua cha nhà bà đấy phải đấy. Chúng con xin cảm tạ Guruji đã khai thị. Kính thưa Guruji Ruma, chúng ban làm việc chúng con có nhận được một số câu hỏi từ thiền sinh và quý mộ đạo. Chúng con xin kính trình Guruji khai thị. Kính bạch Guruji Ruma, tại sao khi sinh ra trên thế giới này, có người mang thân đẹp đẽ như Phật, có người thân xấu xí, có người thân khỏe mạnh, có người thân tàn tật, có người tai điếc, mắt đuôi, có người thông minh, có người ngu dốt. Tại sao có sự khác biệt lớn như thế ạ? Chúng con xin Guruji từ bi khai thị. Do tất cả chúng sinh. Ataka cho nó rút Alon dạo về. Do mình khi mình tạo ra những thiện lành hay là những điều bất thiện. Cho nó rút đi cả mà ai lâu nè mà ai hồ. Khi mình còn sống, xin tiền, mình làm những điều thiện lành, mình biết giúp người, mình biết giúp đời người nghèo, người khổ, hoặc mình biết đạo đức, mình biết tu hành, vân vân. Thì mình khi mình thác đi, mình chết đi, mình đi về cái công đức và cái phước báo của mình. Cô gái này bị đó mà ai hồ chán tà này đấy mà ai ngồi chi xin đấy là miệng này tham miệng má cô thân đấy cho nên lưu đế chỗ đây là lưu đế cô cô gái này bị đó mà ai hồ cô nhì tham mà số nhiên cô mà cô tổ địa để gái chỉ là bị đó nào nó chơi mà ai cô tổ địa để gái phải cô chú bị đại phiệt đấy cho nên rằng là cuộc đời con người có hai bậc thần linh bên trái và bên phải của mình, bất luận mình làm điều gì xấu thì ghi xuống hết, làm điều tốt cũng đều ghi xuống hết hai bên dài của chúng ta. Ồ xe đó phía ấy bây giờ mà ai hồ bà khâu nó phải xí tự mì hồ bé mà ai lưu đi mà lẽ lâu nà lâu dài để cố nà phải khỏe thà lâu dài để mà ai hồ tà phải gá cáo nè à phê tà phải gá xô nè à phê xô nè hà đi lâu lô xí yên xô đà để cố yi thà để cáo nè hà đi lâu lô xí yên cáo nà để cố mà đàn tình thà để không sót một câu nào, làm bất cứ điều gì đều ghi xuống hết. Rồi khi mình chết đi rồi thì so coi mình được bao nhiêu cái điều tốt, bao nhiêu cái điều xấu. Ai thì hiện tại nên chơi mà đó, mà ai qua cổ đó mà tin này mua, mà ai hồ bao lâu chỉ không mua cụt để xí để xuống này hà đi à. Thế mà thì quan hệ khám mà đó, mà ai hồ cô yên nào bộ nào về to về lá mẹ xuống này, ai lá nhà của sông phía của tôi này mà cụt để cả mà ai à cụt để mà thua là đã về. Nếu mình làm quá nhiều điều không thiện không lành thì khi mình chết đi rồi thì cái nghiệp chướng này, những cái điều không thiện này, nó sẽ đưa mình đi đầu thai những chỗ
cô gái này bị đó mà sinh tan đi đâu má ấy mà đi khi má mà ấy ác cụt rồi em nhà đi đâu khi mà suy nghĩ ấy ác cụt rồi cả cô gái nào lá già mà con này vùng bùa cô bố sau mà phải chết đấy những chỗ không được lành không được thiện cô cao mũi mà lâu này lùi để lá già phải chết đấy hoặc là khi mình còn sinh tiền mình là một người giàu có vinh hoa phú quý mình không có đạo đức mình chỉ biết lo cho mình chỉ biết sống trên sự khổ của người khác cô gái này bị đó mà ấy bắt sang chị để chén thả để ở lối này tham yêu má mà ấy cô gái cô đã buồn để về chị đam mê tụi nhau cô mà sao nào đẹp bu tụi nhau cùng nhau mà mất đi bu ấy cô lo ban này cô niệm mà soi yên đó mà ấy cô ác cụ tụi chụp bên này cô toàn mà về phía đấy khi mình chết rồi thì mình phải trả cái giá này tại vì nào vậy mà đó ai đi ác cụt rồi cố cố qua biển bị say ya bả lấy mẹ luật nhân quả bắt mình phải trả ta cả lỗ cả gì vậy ubi cả này bị đó mà ai cố cố chú ý biển bị khai chỉ mẹ phiệt đấy vua có luật nhân quả vô cùng công bằng với tất cả con người ở thế gian ai đi ác cụt ở chú biển thì vậy mà ai ở chú biển thì ôi vậy ta bỏ đi ra cả bất tu cố mà số tay áp nhát ra rồi tu lâu bị xoắn sau này đã về phía đấy giống như sư phụ có một việc tại đất nước Miến Điện sư phụ có nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi cách đây 6 năm rồi xia đồ phía mà số lấy cũng lấy chỉ lâu này lâu được cứu chỉ thế đi miền Nam ngày mà số yến lâu qua đi miền Nam ngày mà lâu này đã phía đấy lâu qua mà thì à ai hồ mi ba mẹ khali thì yêu cô luôn cái đấy cháu này lão cái thế cả mà em vui ra tha đặc biệt thiệt đấy. 6 năm trước sư phụ có đi đến tỉnh Mandalay. Luôn cái đấy cháu này cả sẽ rồi phải gì cả Mandalay cô giao khen tỷ đấy. Và đi thăm và giúp đỡ cho một cái trại mồ côi. À đi mà mi ba mẹ khali cháu được khu cô sẽ rồi phải gì cả mà cháu nó tòa bị đưa tòa lụt thiệt kệ đấy. Trong trại đó có trên 600 đứa. Adi mi ba mẹ khli chào má, mà suzu báo, mà mi ba mẹ khli báo, ai yêu chào già cho chị đấy. Chú đi thăm từng nơi bình thường không có gì. Xe đồ phía gì cả, mà ai hồ tân nhà, mà ai toa video nhiều lệ phen thì đã về, ôm hàng mà về. Và sư phụ cũng cho tiền để giúp đỡ cho những trẻ mồ côi nơi đó. Ở là miêu giáo evolution lẽ, miền nam ôm hàng đại bé xe đồ phía gì cả, luôn để cho đại bé mà khli điều lu bi đấy. Và sau đó. Sắp đi ra về thì có đứa nít 2 tuổi nó lại nó ôm chân sư phụ. Ai xia rồi piang khani cha rồi mà lưu đi bài lâu đấy mà ba mẹ khli chẳng mà piang khani cha rồi mà hồ nãy nãy ai vừa lao chỉ để khli thì giàu quá xia rồi phía ai mà hồ chỉ tự lông ố là phe bị đó mà nị đệ. Và bao nhiêu đứa nít không dám đến mà nó là người dám bò lại ôm chân ta. Lưu đi em nhái thế mà bắt thú mà ai xia rồi phía ai gì hồ cam lại vậy nị tham á. Ở đây khí lý gà bè mà xe rô phía dì hồ kết lạc vì đó là miền nị đà. Sau đó sư phụ dùng thiên nhãn xem thôi đứa nít này tại sao nó phải ôm chân sư phụ. Ở đây xe rô gà mà xe rô yên nhẹ ngủ tông vì đó mà hồ xin chân chí lại nè khả mà bà phía lô mà khí lý gà tu là phía đà lê sư phụ đó xe rô gà xin chân chí lại đế. Thì sau đó sư phụ mới thấy rằng đời trước nó là một nhân vật vô cùng nổi tiếng ở đất nước Việt Nam. Ở đây xe rồi phía gà đuôi để ai khli gà ai nhìn đâu gà mà ai hồ biên đàm má để tôi cho số khen này lưu tiêu phía kẹp để số đạo. Vừa có quyền uy, vừa có chức vụ, vừa có tiền của giàu có. Ai biên đàm má ai khli li gà xe rồi phía miền nào bỏ đi ai hồ anh lấy gì để bớt xanh lấy gì để ô lưu chén ta tiêu phía kẹp đạo. Mà không có đạo đức. Tại vì mẹ tí la mà chịu. Và sống trên sự đau khổ của chúng sanh. Tu đứa ba yên mẹ gì sẽ đề bộ má. Ở đây xin tàn đi thay nè lưu tiêu nè tu anh đi thay khai đá. Bây giờ chết đi rồi. Đầu, quên lòng hóa bí đó. Đầu thai lại. Luân hồi trở lại. Đưa một đứa con nít như vậy. Tân thầy giá này bí đó mà ai hồ. Tân thầy giá mà bên lệ phép bí đó. Chư phụ thấy đau lòng, thôi. Chư phụ nói với anh Châu, cho sư phụ nói với người đó, ta nuôi đứa nít này. Sẽ rồi phía dưới đó sẽ chỉ quay ở đây làm những nội lý.
Tại vì mẹ cho biết là tu càng càng chú bị đại phiền là bây giờ đó ok anh là Mr. Chú cô cho dọa bộ cô cho dọa cô biểu đề mà mùi bộ đệ mùi giá bộ đệ. Ngày xưa sư phụ tính nhờ anh Châu đem về nhà nuôi nhưng khó khăn về mặt giấy tờ quá thôi sư phụ nói không cần. Bắt mà xong cả sẽ đọc giá gì cả anh khali cô mà cô cho dọa anh cô khó biết đó. Tại vì mùi giá bộ lâu đề tại vì mẹ mà ý xa dọa đề này cả lâu dọa cả nhà đó. Ủa bụi đề này tôi lâu dọa cả nhà sâu thủy đề. Tới bây giờ anh Châu vẫn đại diện cho sư phụ và ta gỡ tiền nuôi cho đến bây giờ. À chào một lúc mà ai hồ tu mi ba mẹ chào mà bé sát thả vì đó cô cho gió ga bé ai em nhớ đây em nhớ đây đã xe mà ai hồ xe đồ phía luôn này hà để cô mà cô giá lưu bê để bây giờ nó được 8 tuổi rồi. À cô gái xin nên chịu hòa vì ai khli ở đây cả. Anh Châu là người biết rõ nhất. Cô cho gió ga ai thì cái xa cô đã ai hồ ở cao sông tít để lưu tiêu phiệt đấy. Joe, how about you share a little bit about that for them? Di chador bono di share room mafia ga natang sa chao chano di pagan yu yagon bago pagan mo mandali zakai ai chi ma share phia ni chwa la ke de chwa la pi lo chano di thong nan dai me share phia yi ye mula season dai me chano wa mi ba me chao ni di la shin dai di phong no yu di minya yi chao ni brahida ke ye ke ya a lung bo man dai me taw lu dan ke ba de. Chứ đó đi giờ cái mà xuân đã ao miếu trong mà nó đã lui giao nào ui tông thông chi bị gì đấy nó cũng chứ nó nên thêm mà video đã mang lên mà nia cũng thay luôn mà xưa rồi chứ nó nên thì ngã ra xe lăn mà nó thì sớm muộn video mà gì đấy quan chỉ được lưu bộ ở ngoài em nhớ rất đẹp nha lưu bài đã ghi ở trong đó cái đấy ai xem mà chứ nó nên trong này của mình này đó video tuổi sống này à hiện biểu này tuổi sống này bây giờ nó cũng đi xa rồi ye lưu mẹ xí gì anh long yêu xuôi đấy ai xem mà bố mẹ đây mẹ xí gì này ao miếu cái đấy chứ nó tôi học bị sai nên xí lưu cái đấy anh ấy bao nguyên chuyện cả chỉ ai giải và giải quyết được mà là lưu bóng cho ngay cho lịch thăm mẹ video share phía ấy anh ấy video sai nên xí lưu đăng cái đấy còn nó anh ấy chơi mà cho nó lưu với ông nhìn mình chơi mà cái đấy chơi mà video chơi ngay mà soi em thì guru ý này này đã trong đây rồi mà lấy bài video đã chỉ chú cái đấy còn nó cái gì bỏ vào luôn này thay rồi còn mi vào mấy cái gì còn nó cái tên là gì là cao mà đấy chỗ số share mà lấy ra từ youtube bên này ra chỗ số ở cái cái nó đâu mà soi thì cái gì vậy tên là gì cao mà đấy anh ấy chơi mà thì xe rồi ý à thì cái này đi mà về sau bây giờ chỉ để bọn nó cái này đi lại cho nhiều để bọn nó tu nên là cái này này mình đặt đi bù bì đấy anh ấy chỉ mà đi thu thu cha cha bọn nó cái này đi anh chỉ mà nên ta đi bộ tu à tu này mà chỉ chỉ nhiều giờ lúc khó quá đấy tu à thì xe rồi phía cái này đi lại bị cho nhiều bây giờ mình đặt đi bù bì đó lại cho mà xe rồi phía thì chỉ mà muốn lại bị xuôi thà quá đấy anh ấy chỉ mà xe rồi phía chỉ để khám mà thì cái này đi à tu này đã thêm bao nhiêu giờ bọn nó xe bộ xin xe cả ba cái số bì tu chỉ mà mấy mà đấy anh ấy chỉ anh sao bây giờ xe rồi phía này này thì cái này thì từ mùi ra bộ nó từ cho nó xây dựng này cha bia cái đấy cho nó nên là toàn bây giờ thì quan chỉ WD Brahi đã kia cho phổ nội nhà này suy nghĩ cái đấy tại vì mẹ rồi này ngày này thì chế này bọn nó thì ưu thế là nhà mẹ sốc thuê thì cái này thì cũng thì sau đó mùi ra bộ cho nó lấy khé vào đấy thì cho nó là xem mau nhà giàu cho nó thì chú ra cái đấy bọn nó xem như bộ đấy à mẹ bảo mà xem như cái bộ nó thì cháu này thì nhà này nhà mình à tại vì mẹ sau đó phía này thì cái này từ luôn này đấy cái bát hàm bà mình dẹp bọn nó dẹp cả chỉ cái số đó bây giờ mình cái đấy bọn nào số nó chỉ bộ lúc cái số xe phía anh đi bây giờ nhất xe bọn nó đi lái xe bọn nó đó là ở đông đi thì cái lưu là cho nó xe anh đi bây giờ thao bẹt lưu đan bên này vào đấy thì cái lưu là sẽ khu đã đủ hà số xin này để giao này vào thì cái lưu này mình là đi chơi nhiều giờ bà đó cái lưu là đang nghe gì tôi nhiều cái số cho nó nhà mà lưu nhiều số mà dùng này mà được cái của bây giờ lưu nhiều này rồi xe mà đấy tôi đã gì đi à sao đi à cho xe phía là tôi nhập bát hàm bà mình dẹp chỉ để lưu alo khu trên đi lưu đam mưu em nhà bây giờ chủ động đi vào đấy, sau đó cho anh long đi vào, nhà quý vị chị mẹ phía bà đấy. Cho nên cuộc sống con người mình làm những điều thiện lành thì mình sẽ gặt hái được sự tốt đẹp. Trong một lúc mà anh hồ lưu tá đi ở bờ mà anh cho nó lưu tá đi ở bờ mà anh hồ cô cao đa cô lâu thà lưu chi nhé, cô vậy anh cô tụ cảnh chụp bên này chú anh cao đấy nhà đấy cô biến cảnh sai mà bà. Còn mình làm những điều không thiện lành thì mình gặt hái những điều không tốt đẹp. Cô gá em mà cao đấy ai ác tu lâu đời lâu mà soi ai ác tu chụp bên này đủ cô gá mà cao này nhà để cô giá trị mà về phía đấy ok kì bà chủ đề lý miếng soi phiền guru ji ruma a chau tha abadi về rồi y bồ đà bà đa soi ya lông cái này bao nhiêu thong chao lâu cả về rồi phía lâu tức là mình là soi yên tu yếm bảo mà tức là bí bí trong nhà đấy người về nuôi biểu đấy mình là đã bắt phải bắt đấy tu à nào bây mà soi yên tu yếm yến xui rồi này tu
ဒီရဲ့မျက်စိတွေဘောအားလုံးကိုဆွတ်လို့ပြီးတော့တောထွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဘောမှာလေတကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခက်ခက်ခက်ခက်တော်ထဲမှာသွားပြီးတရားကြီးအားထုတ်ခြင်းညံခဲ့ပါတယ်ဆင်ကာပူပေါင်းများစွာအခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုတူတယ်ပဲယူသားခြင်းညံအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရှာဖွေတဲ့ခီးလန်းရှောင်းမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာတော့တကယ်ကိုဒီတပ်ပြီးညူတာညံစဉ်အလ
ဒီဝတ်တန်ကြရှောင်းလုံးမှာလေစစ်မှန်တဲ့တရားဓမ္မတွေအများပြားဘောထွက်နေခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီတရားတော်များအားလုံးဆိုရင်လေတတဝါအားလုံးကိုသူရိယဘဝတင်ငန်းစာအားလုံးကိုဒါမဒီမြဲတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုဟောပြောပြတတ်ပြီးခဲ့ပါတယ်တဲ့အခုလိုဘောတော့ဒီအကြောင်းအရာအားလုံးဆိုရင်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြခဲ့တာအကြောင်းအရာအားလုံးဆိုရင်တဲ့ဒါတကြဝရအလိုရဘောတော့ဒါမှမဟုတ်ကံကံကြီးတရားအကျိုးတရားအလိုကြ
along with the shillings or the name of the bono, Gurujima, Shemja Bidum up here, hope your piada Bidum up here. Chúng con xin cảm tạ Guruji đã khai thị. Kính thưa Guruji Ruma tôn kính, chúng con xin đọc câu hỏi cuối cùng ạ. Kính bạch Guruji Ruma, theo lịch sử Phật giáo ghi chép lại, cách đây hơn 2600 năm về trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cung vàng điện ngọc và cuộc sống vương giả để bước vào con đường xuất gia tu hành cực khổ. Người đã vượt qua nhiều khó khăn, chướng ngại để đạt được quả vị chánh đẳng chánh giác với pháp hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Câu chuyện này giống như một chân lý không lời để thức tỉnh chúng sanh về bài học vô thường của cuộc sống. Liệu đây có phải là một sự an bài của vũ trụ để cho chúng sanh ở thế giới ta bà có được một bài học để thức tỉnh không ạ? Kính xin Guruji khai thị. Mình cũng có thể nói là như vậy. Bởi vì Đức Phật Thích Ca thì cũng giống như quý vị biết, đó là một vị hoàng tử. Ngài là một hoàng tử trong một bộ tộc hoàng gia trong thời đó ở đất nước Ấn Độ, được gọi là dòng tộc gọi là Thích Ca. Ngài thấy tất cả dân chúng của mình chịu khổ, khổ đau, Ngài mới bỏ cái sự vinh hoa phú quý này mình đi tìm con đường giác ngộ. Muốn làm sao thoát cái cảnh khổ đau của loài người. Thì lưu ta thì mà chỉ để đâu khá thì anh em video lâm nhau trên tây của xa khẽ đấy. Muốn tìm một cái thiết lý nào có thể giảng dạy cho loài người hiểu biết cái cuộc sống đạo đức, hiểu biết cái cuộc sống thăng hoa hơn trong cuộc đời của họ để hướng tới đấng thiêng liêng của càn khôn vũ trụ. Lưu ta thì mà ai hồ thì hồ để cuộc đời của họ thoát đi cái bể khổ làm người. Ai hồ mimi cô lẽ mà ai hồ lúc nhau lâu bị đó mà lưu ta thì cô lẽ lúc nhau áo mà ai hồ chú ra bị kẹt để ai bảo đáp hiạ cả. Và làm sao thoát ly cái sự sanh lão bệnh tử này. Thì bố ra phía này đi áo mẹ xong, tất cả xếp mẹ này đi áo phía đế, tất cả áo lông của tất cả mẹ xí đi áo hóa chế bí đồ, tất cả đi tăng đi áo vệ kê gắn, áo lông lũ mẹ áo, tất cả phía tất cả mẹ bí áo chế chốt bí đồ mù kê đế. Cho nên có con đường đó. À chào mô lô, mà ai lũ mẹ bù lãnh dòng gá xí đế. Chú phụ cũng giống như vậy thôi. Chú phụ đi tu cũng bởi vì đất nước của ta bao nhiêu sự khổ, chiến tranh loạn lạc. Chú phụ đi tu cũng bởi vì đất nước của ta bao nhiêu sự khổ, chiến tranh loạn lạc.
Mấy chục năm trước, đất nước của sư phụ cũng vậy, chia ra làm đôi. Bên thì miền Bắc, bên thì miền Nam. Chiến tranh triền miên, nhân sinh bị khổ, chết hàng loạt. American sư phụ lúc đó còn nhỏ thôi, chỉ thấy những sự khổ này ta đã không chịu nổi rồi. Sau đó rồi khi chiến tranh xong rồi, tất cả mọi thứ đã ổn rồi. Hai bên đều là một sự thắng và thua. CGP đệ khả má mà ai hồ a long cá mà ai biến lại tuy nhiên ý là đệ mà ai hello CGP đệ khả má a long cá bông mai đai biến lại tuy nhiên ý là đệ ở anh này xuống cả đấy mà ai hồ thua này tụi xuống phải bị hoạt đệ. Tưởng đâu rằng là hòa bình rồi, là ổn định rồi, rồi đem đến cho con người cái sự được gọi là đối khác tiếp. Ở đi mà biến lại lên nhìn chàng hòa bí, biến lại lên a long sinh bị là bí, ở đi chơi mà ai hồ a long ở trước cô mà ai hồ biến lại thu thắng cha đấy. Cho nên từ lúc đó Sư phụ mới ý thức rằng cuộc đời con người quá nhiều khổ. Ai cái đấy này sao bị đó, sao đó phải gặp lại mà ná lại lại để mà lưu bùa sau đó cho lưu trong khám nhà bà là. Cha mẹ đưa đi nước ngoài ở, qua bên Mỹ ở, nhưng nhìn lại quê hương của mình, bao nhiêu người đang nằm trong sự khổ. Ở đây mà xe đồ phía yên mì ta dù cả lẽ, ở phía nè mì cả lẽ, mà xe đồ phía yên này được tù ạ. Ở Mỹ cả gồm mà ai bèo suy chỉ trả lẽ, mà ai hồ, ai lên tới sau mà lẽ, bố ta sau mà lẽ, mà ai hồ toa cái này, bèo cái này suy cái này cả làm mà lẽ đau sau. Tù đi ấy, cái kia thì đâu khá thì, bà lâu thì chỉ mà lẽ mẹ bèo lẽ xu đà xe đồ phía yên cố đánh chống đi cái này. Nên từ lúc đó, làm sao tìm ra con đường giác ngộ, nghĩ rằng Đức Phật tìm ra được, mình tìm ra được. Ai hồ, Buddha phía trên ngàn này bị đó mà ai hồ hồ yên yên ngã mà ai hồ đưa ra bị đó mà ai hồ ai đó thôi bị đó mà ai lúc nào lên ở xã hội cái tên mà ai hồ hồ xe đó phía lên mà ai chú ra mấy số bị đó mà ai cha bị đó mà ai lúc mấy số bị đó xây đền này mà giàu lúc mấy số bị đó mà India là cái đó. Sư phụ có cuộc sống ở bên Mỹ vô cùng tốt. Xe đó phía cả America ở bên ngoài bị đó America mà đi ra thành nhà này bùa cả cho có cáu mồm đi ra thành nhà đấy. Nhưng nghĩ rằng có tốt gì đi nữa cũng là một cuộc sống ở nhân gian, khi chết đi rồi mình sẽ đi về đâu. Rồi chỉ mong làm sao đi tìm con đường giác ngộ để mình thấy rõ được cái cuộc sống kiếp làm người và làm sao thoát ly cái sự luân hồi sanh tử này. Ra nên mà ai sẽ đòi ý à xây bánh phía lại thế. Trò bí ngã đó mà đi theo hồ tây á bà quán à đi về á thô bí đó xin mẹ này tây á đi xa phụy bí đó thì tân tây á nên bí đó lúc nhau ông bè chú ra đó mẹ xô bí đó xây bánh phía lại thế. Giúp mình và giúp người. Cô lê cú nhì nè tập hồ bọ. Cô lê mà ai tân tây á nên lúc nhau ông cú nhì mẹ. Bí đó mà tu miá đi ổ lẽ mà ai hồ tan thế này lỗ miao cũng như bế mẹ xuống này dìu ở trên này bà. Con người ai ai cũng vậy, cuộc sống khi sanh ra và lớn lên ai cũng tìm cho mình một căn nhà và tiền của để cho mình có cuộc sống thảnh thơi, an bình và sau khi đó để cho mình có tuổi để dưỡng già. A lông gà mà ai hồ lưu đi a lông gà miá dụ gà đập hồng đế gì bè, đập hồng dần thế bè. Bà phí lệ sổ mà tôi đề cả mà ai mùi phá là đế bí lô xin mà ai hồ chi bí là nè khả má mà ai tôi đề cả ai con gia gia ông chú gia gia đế bác sản nè mẹ gia ông chú gia gia đế đặc biệt mẹ bí lô xin ồ mình thoa gia đạp đế. Không ai nghĩ tìm ra cho mình một thế giới bình an và giải thoát. Cho tôi mẹ gà mà ai hồ cô trẻ cô mà ai hồ lúc nhau là lên nhau được khu cô xa phê bố mà xin ra chả bù. Hoặc chết đi rồi mình sẽ đi về đâu. Và làm sao còn mình luân hồi ở đâu y như vậy nữa, hoặc hay là mình sẽ
luân hồi đến những chỗ tốt hơn hay là nghèo khổ hơn. Tăng tây yaga mà ai phải cố cố xếp bù mà lệ. Ai tăng tây mà cố gắng mà tìm lối xin lệ bắt được khám mà tăng tây lệ được khám mà bên này mà câu nên nhiều toa mà câu nên nhiều toa mà là. Hay là mình chấp nhận tất cả mọi thứ, quên hết rồi đầu thai là một con người khác. Cô gái mà lấy chiếc búa mà chỉ để hạ gối đi đây, chỉ để mẹ alone lấy khăn bị đó, đi đây mà phía dưới luôn này bị đó, nào được chiếc búa này để xong bị đó nào búa phía này khám á, đi đây mẹ bông mình đây mẹ xanh đi qua mà là. Chỉ có bao nhiêu đó hoài sao? Xanh rồi lại chết, chết rồi lại xanh. Búa bông gà, bà lão đồng phía kia lại mà tì bù, mà ai hồ bùi đấy, bìa tì đấy, tì đấy, bìa mùi đấy. Mùi đẻ, tì đẻ. Ấy là mùi nè ưu phía kè đạ dì đoá gà mà nê bà ưu. Thế nào cũng có con đường cho mình được thoát ly bể khổ này. Ấy chào một lô mà ấy đi đâu khá tàn tay yà yì gà nè lô miao ổng sổ bì đó mà ấy lô miao yà lãnh nhau nè khu gồ đó xa mai yà mẹ. Cho nên chú vụ mới quyết chí đi tìm ra con đường giác ngộ này là vậy. Ấy chào một lô xe đồ phía yì gà mà ấy đi lô miao mà ấy tại vì bảo quản là lên giao này mà ai hồ lúc nhau là lên giao ngồi xa mẹ số bị đó mà ai xây bánh phe sông phe khai đã bà cho nên con đường này sư phụ đi được quý vị đi được xe đồ phía gì cả em miêu đi đi lên ngồi sau bị đó miêu lúc nhau lâu này để số gì ai tiếc nào bây giờ gì cả lấy lâu này gì á cháu mà sư phụ ta ngộ nó được quý vị ngộ nó ra được xe đồ lúc nhau tôi được miêu à lâu quá lấy lúc nhau ông lâu lụi già để ok bà no more master. One of the lady from the Phutra village, she wanted to share experience for Master Light and Sound Meditation. Okay. So Phutra Yama, the Ma Aina Liwaya. She don't have to come in here. Give her a microphone. Give her a microphone. ดาโรพะยาเก่งคือกุรุจิรุมาเสียรอรุมาพะยาเสียรีโรมาดีจิรุฮาจิยวากะดะกามาลีဖြစ်ပါတယ်ဖေယကိုလာမုတ်မုတ်ဇန်တူငွေလန်ငယ်ဖြူဖြူထွားတပိတော်မာဒီကိုလိုဆရာတော်ဖေယတပိတော်တို့ကြည့်ရွာလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ပြတ်တာပြီးတွေ့တော့တပိတော်တို့အင်မတန်ဝမ်းသာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဖေယကွန်ဇတ်ကွန်ကမ်ထေယဇတ်ဝိမိန်ငါ vì sư phụ đã qua ngôi làng quả côn và sư phụ đã từ thiện ở làng quả côn ạ. Để từ thiện á, tổng kết lại thì con đã được làm lễ cho sư phụ 3 lần rồi ạ. Sau khi nhận các thức ăn sư phụ đã từ thiện cho dân làng cả làng khi nấu cơm xong á cúng dường trước cho Đức Phật rồi mới dùng ạ. Chúng con rất vui mình vì sư phụ được gặp sư phụ và sư phụ đã qua thăm làng quả chúng con ạ. Chúng con muốn yêu cầu sư phụ thì đến thăm làng quả chúng con hàng năm mỗi năm. Con nhìn thấy được sư phụ trong lòng của con rất nhiều lần. Con
Mỗi khi con nhìn thấy sư phụ trong tâm của con xong á, con cầu nguyện cho sư phụ để chúc sư phụ sống hơn 100 tuổi, chúc sư phụ khỏe mạnh. Con làm lễ cho sư phụ bằng ba cách. Ba cách là cơ thể, tâm và miệng. That's okay. Bằng cách nói, bằng cách hoạt động, bằng okay. cách tâm. Okay. Next one. Okay. Cảm ơn cô. Okay. Quý vị lễ nghi quá. Dear Master, the headman of Phutra village, he wanted to offer to Master for donation a certificate to Master. Oh, thank you. Okay, thank you. Cảm ơn. Okay, that's all right. Con kết. Kính thưa Guruji Ruma vô vàng tôn kính, để khép lại buổi pháp thoại trực tuyến hôm nay, chúng con xin Guruji từ bi ban ân điển cho chúng con được lắng nghe thêm một bài kệ mới nữa trong kho tàng thơ kệ của ngài ạ. Guruji Ruma phía yodhi lima soa phía chau tra abadi ini chen ga ma vero ni ne Guruji ye tya da ma mya ho pyo de khana season li phe pi song ke ma Guruji ma เสียนามิตรเตียอภิเพียงเยตาติกงเกตอเตียเยรณากะปยาลีตะปกโกเลติพัดปยาขวนปิวอะเพียก็เจ๋วว่าฮะ too late for them to go home okay right are you hungry อะโดไบซาเนวีลาอะเดนาวบะเล็งเนนอโอเคอะยะแงแงโอเคฮะ yes master okay Kính thưa Guruji Ruma, sau đây con xin được phép đọc bài kệ có tựa đề Gửi tới nhân sinh hương bình an từ trong định. Một đêm dài ta tĩnh tọa, thôi thì ta xin cầu nguyện trong đêm tĩnh mịch này đây, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu mong nhân sinh được bình an, cầu Thượng Đế toàn năng gia hộ cho nhà nhà hạnh phúc, hương bình an ngọt ngào, ta cầu cho người người được thụ hưởng. Cuộc sống được ấm êm, niềm vui luôn ngập tràn thân tâm. Ta cầu cho nhân gian khắp chốn đó đây, niềm vui phúc lạc tràn đầy trong tâm, được tiêu trừ nghiệp chướng. Ta cầu cho đời chúng sanh bớt dông tố, để dựng xây hạnh phúc. Ta cầu cho xã hội được giàu mạnh, con người thương yêu lẫn nhau, cầu cho con người chung tay góp sức xây dựng sự thiện lành, để muôn người mau được viên thành niềm an vui và phúc lạc. Rumata xin cầu lòng từ bi từ Thượng Đế, ban cho nhân sinh phước lành chấm dứt chiến tranh, mọi người đều được áo ấm lành lặn, không còn bữa đói bữa no, ai ai cũng có được cuộc sống tự do và độc lập. Ta cầu cho không còn đau thương, không còn chiến loạn. Ta cầu cho tâm thánh thiện của con người được nảy nở, hồi sinh. Ta cầu cho con người đạo đời chung lối, khai mở đạo tâm. Ta cầu cho con người biết nương tựa đạo vàng, đường đời giác ngộ. Ta cầu cho nhân sinh biết thương yêu nhau, biết đùm bọc. Ruma cầu cho khắp năm châu an vui, nhân loại bình an.
Ruma xin cầu cho muôn nhà như một phước báu đủ đầy, cuộc sống nhân sinh không còn âu lo, an nhiên tự tại. Cầu cho nhân sinh được trời ban sự giàu mạnh, không còn đau khổ, khai mở bớt vô minh. Vâng, kể này Rumata xin để lại nhân gian ngày 6 tháng 3 năm 2566 Phật lịch. Dear Guruji Ruma, may I read in Myanmar. Chúng ta Guru Ruma yết đa di công thà đi, tham di cái bài liu, chúng ta phát ra biến bài mi. Thế cái cô, nhìn miền là đấy, sáng tham vi thế mà, giờ bọn nó xí phiền yên, giá xí là đấy, tao đâu có alo được. Nhưng nhân chứ này, nguy hiểm lắm nha, giá xí khăn là chỉ phải đi. Thế nhà đó mà, chỉ là nhà đấy nhà im mà. Thì hả bố nàm nhá, xí phán kè bà lì. Ở đây chạy mà, rù mà bió bà lì. Khu lô, tài hà lê nhá tà khu mà, tù đọc mì tà bù tà bà lì. Yà dì gù tù hà lê, yà mê gù, tài hà lạ bà lì. Tà tà wà à lông hà lê, nhìn nhá nhìn gù, bì wà khán giá bà lì. À nàn tà sà chà wà lạ tà gò xìn phía tà kè mà lê, lù tà à lông tuè, bió xì mù gù, yà xì khán giá dì kè bà lì. Lù tà tà hà, tù yà bò wà mà, tại sao biểu hiện bên này nhìn nhận như cô giá trị khán giả trả vào đấy đi đâu vào vậy lúc đó thì bố mà nhìn nhận tại sao biểu hiện trên này bố mà lúc như thế mà chỉ mới được alo số tiền được cái cô giờ biểu hiện trên này lấy ông đi thoát được lúc vào vậy khán giả nhà vào đấy lúc đó alo tuổi các bà trong đó nhà mà tôi số đông bên này biểu vào đấy à bà đấy số tiền lúc đó thì bố mà nhìn nhận tại sao này nhìn nhận tại sao này nhìn nhận tại sao mua số tiền này thấy chán là gì à số tiền được cái cô biết rồi lúc đó lúc chỗ này là mà số tiền này cái chỗ địa hà này chỗ bị phi trung mù đi xin đi vào đấy đi ta đó à luôn à số tiền bảo vào đi mà ví dụ cái anh đi chỗ nãy ngày xí đó lô chỗ số tiền này có số mua hàng số đó bảo mà mà lô chỉ mới mới bị vào giá xin đi vào đấy đi lô vào đấy lô đó rồi lô vào phải gì mà số tiền đó chỗ hà được cái cô chán đã chơi vào giá vào đấy chỗ hà được cái cô chân chân mi đã chơi na miếng bia phim chỉ cần cái chỉ nên trả vào đấy. Lúc đó alo anh số tiền, tiêu lệ của tiêu tuổi bị, lúc hòa chân chân na yên yên bên này, tất cả của yên yên chơi chơi, lúc đó miếng của này bị lỗ trả vào đấy. Đó lúc này cú đồ cám của miếng của sau đi chơi mà phải vào đấy. Đi lô vào về, lúc đó alo nhà bố anh số tiền, lên miếng zo biểu hiện trên, sẽ chán đã chơi anh số tiền, chân chân mà lên miếng zo, chân chân cú sẽ bị lỗ giá trị khán giả trả vào đấy. Đi chơi mà, lúc mà này này. Nên đó sẽ là vua phía trên của cháu ta mỉm miệng cái bài đấy, cái cô biết đại gia phi chỉ mà là để nhà sửa phía, lúc đó alo tuổi, cô chơi mà, chỗ này là mà, CP đang khai nhà bài đấy, từ lúc alo bị anh đi bảo mà kêu người bị bù lại, số một đóng cái bài đấy, từ lúc bảo về, chỗ này là mà, chỗ lúc đó là, từ lúc hòa Samong, sao lòng ngắm muốn gì nè, từ lúc hòa chỗ này là mà bố mà. Nói ra vô sát đó mà biết dùng giá bà vũ. Chúng ta đâu khá bình lê vũ. Khá gì bí đọc khán giá giá bà đế. Chỗ đi nhà mà sôi yên. Từ rù hà. Lớt lạ xóa nế thay nàng bí. Bố hà gô tà tà yà nế nàng giá đồ. Chỗ mà sôi yên lê bố hà mà. Thế kê gô bí yên đi à bóng gô khá gì bí nế giá bà đế. Ngà gô rèn. Tù tà á lông tuệ. Cú lô sê bí ăn yê đi kênh vui bí. Nà chê mù tì á lê mê xì áo. Sú tông bà nà bí bà đế. Ngà yê nhìn miên là đế thân lông nà lê mà. Tù tà á lông tuệ. Sê mẹ nè chông tì á lông. Nà xì nè bà đế. Tù tà á lông lê bố hà mà. Chúng ta biểu hiện ra, ông ấy muốn bảo mẹ rằng, mình dùng cái cơ quan bảo đảm dùng cái áo lông của này, mình chân chân, cái cái đại vương dùng cái rằng này, áo lông hoa, yêu ra nên giả bá gì, lúc đó các bạn áo lông tuổi, từ lúc hoa, khổ lúc sinh mạng này, thì hạt mà ha, cái cái cổ suy ông loạn này, thì hạt mà đi phía bá đấy, từ lúc cái yêu ra chân chân, áo lông nên giả bá gì, sinh mạng này, thì hạt sinh mạng áo lông của này, cố gắng, giả gì nên giả bá gì, lúc đó áo lông nhà bố ha, chân chân, bảo lô nhà mình cũng nhà mình. Mít đã đi ăn đi bộ thay mà xơ ra, alo đi xí nhanh giá bá đi, ngà rú má ha, alo tuệ, chú đông mít đã bù đã bị bá đi, cái ba lô cái ngà gu tuệ le, ngà gu đen chú đông mít đã bù đã bị bá đi, lú đã alo nhân gian mu gu, bị hoa, giá xí, khán giả nhanh bá đi, ngà rú má ha, alo tuệ, chú đông bận đã bị bá đi, anh nói chú alo, chú rú alo em, cái cái gu nhân gian đại ya, chả mi vừa alo gu, mai sẽ nhanh giá bá đi, lú đã alo nhà bố ha so em. Bụng sôi in đó cả kinh nguyên nhân giả bá đi, cái cái mà anh em nhà alo bị bão nhân giả bá đi, lúc đó alo anh sôi in, bà má chán đã biểu hiện trên này,
ဒီစေဥစ္စာပြေဝခြင်းနဲ့ဖွင့်အားပလာအလုံးကိုလည်းသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာတမာရေဝနိုင်ငံနှမြအလုံးမှာတောင်းလျှောက်နိုင်ကြပါသည်ရရှိနိုင်ကြပါသည်လူသားတို့ရဲ့ဘဝမှာဆိုရင်ခက်ခဲတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းမှာကင်းဝေးနိုင်ကြပါသည်လူဟာဆိုရင်ဥပိ္ပခာတရားတွေလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါသည်စေမိုင်းတဲ့တရားဓမ္မအလုံးကိုလည်းရရှိနိုင်ကြပါသည်အာရုမဟာဒီလိုစေမိုင်းတဲ့တရားဓမ္မဒီကဗ
Kính thưa Guruji Ruma vô vàng tôn kính, chúng con xin cảm tạ Guruji đã từ bi ban cho chúng con những lời pháp vàng ngọc trong buổi pháp thoại ngày hôm nay ạ. ကျွန်တော်အနေနဲ့ယနေ့အချိန်ကမှတကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားဓမ္မအားလုံးကိုမျှဝေဟောပြောပြသွားတဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဆရာသခင်ဂုရုကြီးရူမာရဲ့အကျိုးတရားများကျေးဇူးတရားများဟာတရားများဟာဆိုရင်လွန်စွာမှကြီးမားလာပါတယ်တကယ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ဆရာတော်ဂုရုကြီးရူမာပေါ်မှာယုံကြည်သက်ဝေမှုရှိတာကိုဂုရုကြီးသိအောင်ပြပေးတော်မူကြပါအားလုံးပဲကျွန်တော်ဦးစားပြီးတာဓုခေါ်ကြတာပါတော့နော် Lang thai sư phụ ạ. Ok, cảm ơn quý vị. Lần sau sư phụ đến, sư phụ sẽ đi lại làng của quý vị. Nó đã khó đạt lưu xin, á lông yêu yêu à mà xe đồ phía y cho này hồ sư quý đó, lúc biến xin ba mẹ. Thì lần này chị đến muốn đi hai chỗ Yangon và Bagan. Rồi để một chỗ cho tất cả những làng dùng một chỗ lời. Thì tôi khóc quá, xe đồ phía dưới cá mà ở trên đánh đài ạ, nì thả đi ạ, mà ở trên nhà bé xì dìm chết đấy, dàn gồm mặt trên nhà, bà kèm mặt trên nhà, bà kèm mặt xuống lấy, trên nhà mà bé xúc bóng bí đó, á lông xúc bí đó mà lâu lại ạ đấy, nào đó khóc xuống đó, á lông xì hồ là này áo, chú giá bí bà mẹ. Ok, rồi.